Hello tất cả anh em, tôi là hôm nay tôi là tôi thích chơi những cái game nào mà cực kỳ hay tôi mới chơi được. Hôm nay mình đến mang đến cho anh em một cái game chiến thuật, nó cực kỳ hay mà nó vừa bán mắt. Mà nếu anh em không mod, không phun tiền tải free đã khó với iPhone hoặc xe Android thì nó cho miễn phí rồi. Và đây hôm nay đây là một cái loại game chiến thuật, nó đang bán với trên App Store thì nó khoảng 60-70 ngàn rồi đó. Mà khi anh em bỏ tiền ra mua game này về chơi rồi mà anh em còn chơi không lại đâu, phải bắt nạp tiền hút máu kinh khủng anh em mới chơi lại. Tại vì game này cực kỳ khó mà cái lối chơi nó cực kỳ hay nha. Game chiến thuật nó mới lạ hoàn toàn trước tới giờ. Từ từ các bạn sẽ thấy được độ hay của nó. Đây là một cái màn cuối cùng của trong một chap 1 mà mình đã chơi từ chiều, mình nghiện từ chiều tới giờ. Vì mình đang đánh với một con boss. Đây là game chiến thuật, có nghĩa là nó bày binh bố trận, nhưng nó có rất là nhiều cách chơi và lối chơi khác nhau, chứ không có lặp đi lặp lại một cách. Đây là một màn mình đang đánh với con boss. Các bạn có thể điều tướng, có rất là nhiều tướng. Tướng đi cùng với lính của mình để dẫn binh lính của mình đi đánh boss và mở rộng, nó giống như game đế chế, mở rộng ra chiếm những cái lãnh thổ của cái bọn quái khác làm nhà của mình. Và mình đã đánh tới tận cùng hang ổ của cái chương chap này và mình gặp một con boss cực kỳ mạnh như thế này. Nếu các bạn không nạp tiền vô đây hàng triệu thì khó để ăn được con boss này lắm. Tại vì mình, các bạn thấy ở dưới cạnh phải dưới màn hình đó, cạnh dưới màn hình đó, mình đã cho nó phun rất là nhiều, mình mua rất là nhiều cái tuyệt chiêu bổ sung. Các bạn thấy bom dội xuống rầm rầm và những cái chức năng tuyệt chiêu của tướng của mình rầm rầm. Trong này nó có rất là nhiều tướng, mỗi tướng nó có những skin đánh nhau khác nhau nha. Nó game này nó đập nó lạ lắm, tại vì nó bán phải đập lạ hay người ta mới mua. Mà game này đánh đến năm sau thì bây giờ mình đã mở ra một cái chap mới, một hòn đảo mới, một thành phố mới, và đây là một cái lối chơi khác nhau. Game cái màn chơi này mình không mở rộng thành phố lớn nữa, mà mình chỉ đưa những con boss, những con tướng, những con khỉ, những con kinh công, những con dragon ball hay là những sung vô công bỏ vào đây để cho bảo vệ, canh chừng đặt cái trái bom ở trong cái trụ sở này và phải ngăn cản hết những cái bọn kia để tiêu diệt được qua cái màn đó. Đó là một màn cách lối chơi thứ khác. Còn đây là một lối chơi khác nữa, các bạn bắt buộc phải sử dụng vừa tư duy, vừa đánh, vừa phòng thủ, vừa điều lính và vừa giải đố trong cái màn này nữa. Là các bạn sẽ đi qua dẫn một binh đoàn của mình đi mở những cái màn đó, mở những cái cầu mới có đường đi đánh tiếp. Nói chung cái game này mình nói thì các bạn nói nhanh quá, trong vài phút đây thì các bạn không hiểu được. Các bạn chơi vào các bạn mới thấy được sự hay và hấp dẫn của nó. Nếu các bạn biết chơi game này thì game này nó bán, mà nó bán rồi thì đã gọi là bán thì nó hay mới bán được. Nhưng công nhận mình chơi nó rất là hay. Như cái màn này thì mình bắt buộc mình phải đưa người vào để mở cái trong cái trụ này, mà đưa người vào đây là phải hy sinh một thằng lính, một thằng tướng của mình trong đây rồi. Nó có gì đó, có một cái gì đó giống chơi kiểu như tướng lính liên quân hay là liên minh gì đó, nhưng mà nó lộn xộn nhiều thứ lắm, nó rất là nhiều cái hấp dẫn trong này. Nói chung các bạn phải chơi thì các bạn mới thấy được sự hấp dẫn của cái game này. Và ở đây mình cho các bạn thấy là đây là một cái chap mà mình đã vượt qua rồi, một hòn đảo rồi. Bây giờ mình đi qua một cái chap mới, đây là một hòn đảo mới, một thành phố mới, và chắc chắn cái độ khó của cái này nó tăng lên rất nhiều. Các bạn với cái bản này mình đã phun tiền ở đây, các bạn sẽ thấy rất là nhiều tướng. Nếu mà chơi bản thường bạn bỏ rất là nhiều tiền ra để mở tướng đây, nhưng bây giờ trên cái bản này nó đã mở phun tướng và phun tiền cho các bạn nâng cấp mọi thứ. Các bạn cần phải có rất là nhiều tiền ở trong này. Nếu các bạn chơi bản thường các bạn phải nạp không biết bao nhiêu tiền, không thể nào chơi thắng được cái game này, tại vì nó chơi nó quá cuốn hút và nó quá hay thì bắt buộc các bạn phải nạp tiền cho cái game này. Và hôm nay mình sẽ mang tới các bạn có thể truy cập vào cái ổ game của mình gameloptech.com để tải cái bản này về. Thì các bạn thấy trên màn hình là nó đã phun tiền thoải mái nâng cấp tất cả và phun tướng luôn, và mình đã đánh thắng con boss đó. Và vào đây, đặc biệt dùng tiền để làm gì? Dùng tiền vào đây để mua những cái tuyệt chiêu hỗ trợ khi các bạn cần cấp. Khi các bạn nó đánh các bạn gần chết, gần thua rồi, các bạn sẽ dùng cái này nè, những cái tuyệt chiêu này để hỗ trợ ra xúc thẳng ra, thả bom, thả điện giật, thả lưới, thả tôn ngộ không, thả sung vô cù, thả mọi thứ, bảy viên ngọc rồng xuống để hỗ trợ cho các bạn. Game này nó hậu tụ nhiều thứ mà không có game nào có trong cái game này. Đó là điều hấp dẫn của cái game này mang lại tới cho các bạn. Trải nghiệm đi, không hối hận đâu.